Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Nhận hối lộ 1 tỷ đồng, chủ tịch phường bị bắt. Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam ông Trử Mạnh Hùng, chủ tịch phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội về tội nhận hối lộ. Ông Trử Mạnh Hùng, chủ tịch phường Nghĩa Đô Hà Nội bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ 1 tỷ đồng để làm ngơ cho công trình xây dựng không phép tồn tại. Trước đó, qua công tác triển khai công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phát hiện Trử Mạnh Hùng có hành vi nhận hối lộ để cho công trình xây dựng không có giấy phép trên diện tích đất 1.400m2 thuộc địa bàn phường được tồn tại. Qua đấu tranh, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đô Trử Mạnh Hùng nhận hối lộ số tiền 1 tỷ đồng. Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Trước đó, trong một diễn biến liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ và đưa hối lộ trong lĩnh vực chứng thực hợp đồng mua bán tàu cá, đăng kiểm tàu cá trên địa bàn tỉnh này. Liên quan đến vụ án trên, Công an đã bắt tạm giam Huỳnh Thanh Trung, 38 tuổi, chuyên viên phòng tư pháp huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Nguyễn Minh Đương, 48 tuổi, chủ cơ sở đóng tàu ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau để điều tra về hành vi đưa hối lộ. Vào cuộc điều tra, Công an xác định Trung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nhiều lần nhận tiền của Đương để chứng thực các hợp đồng mua bán tàu cá. Dù bị can biết đây là hợp đồng khống, mỗi hồ sơ chứng thực Trung nhận từ 3 đến 4 triệu đồng. Ngoài ra, khi điều tra một tàu cá giấu trang thiết bị giám sát hành trình thì Công an còn phát hiện nhiều hợp đồng mua bán tàu cá khống để hợp thức hóa hồ sơ đăng kiểm. Vụ việc này đang được Công an tách riêng để điều tra. Ngày 22 tháng 3, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên có văn bản gửi các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thông tin vụ việc Bùi Thị Thu Hằng, nguyên viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Theo đó, ngày 21 tháng 3, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đối với Bùi Thị Thu Hằng. Được biết, bị can Hằng nguyên là viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, hiện là kiểm sát viên trung cấp, phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án, phòng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên. Trước đó, cuối năm 2022, đầu năm 2023, bà Bùi Thị Thu Hằng phân công Vũ Đình Hải, kiểm sát viên, giải quyết vụ án Đặng Thị Thủy. Sau đó, Hải nhận 80 triệu đồng của ông Lê Xuân Hồng, phó giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Điện Biên, để giải quyết theo hướng không xử lý về hình sự đối với Hồng trong vụ án trên. Hải đưa cho bà Hằng hơn 30 triệu đồng, bà Hằng chia lại cho Hải 10 triệu đồng. Tối 19 tháng 3, theo thông tin của báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến một cựu cán bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng từ sự tố giác của người dân. Theo thông tin ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng nhận được tố giác về tội phạm với nội dung là ông TTS, Chủ tịch Hội đồng thành viên một công ty tại thành phố Sóc Trăng, tố giác một cán bộ của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng đã có hành vi lợi dụng chức vụ và quyền hạn gây khó khăn cho doanh nghiệp để nhận tiền cấp phù hiệu. Theo nội dung tố giác của ông S, từ cuối năm 2015 đến đầu năm 2016, ông S nộp thủ tục xin cấp phù hiệu tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng, thì luôn bị cấp chậm và bị gây khó khăn về thủ tục. Thời điểm này, ông CTS, một cán bộ cấp trưởng phòng thuộc Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng, là người có thẩm quyền ký cấp phù hiệu cho các xe hoạt động kinh doanh. Sau nhiều lần bị gây khó khăn trong các thủ tục liên quan đến việc xin cấp phù hiệu, ông S chủ động tìm gặp ông CTS để xin được cấp phù hiệu nhanh chóng, đúng thời gian, không bị gây khó dễ. Để hoạt động kinh doanh của công ty được thuận lợi, ông CTS đề nghị cấp phù hiệu nhanh gọn với điều kiện nhận số tiền 500.000 đồng một xe được cấp phù hiệu. Do lo sợ gặp khó khăn trong việc kinh doanh, nên ông S đồng ý đưa tiền theo yêu cầu của ông CTS tổng số xe do công ty quản lý từ khoảng 280 đến 1.800 đầu xe, tùy thuộc vào từng thời điểm và nhu cầu vận tải. Ông S đưa tiền cho ông CTS từ 3,5 triệu đồng đến 90 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng xe được cấp, bắt đầu từ đầu năm 2015 đến đầu năm 2023. Số tiền đưa được tính hàng tháng, ông S đưa cho ông CTS khoảng 4 tỷ đồng. Cho rằng, việc ông CTS lợi dụng chức vụ quyền hạn gây khó khăn doanh nghiệp để nhận tiền cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải là trái quy định pháp luật nên doanh nghiệp đã tố giác. Trong thời gian qua, nhiều vụ án kinh tế tham nhũng có những trường hợp cán bộ bị xác định đã nhận tiền quà của tổ chức cá nhân nhưng không bị xử lý hình sự về tội nhận hối lộ. Thậm chí cũng có trường hợp
cán bộ đã nhận tiền, quà của tổ chức cá nhân, song chỉ bị xem xét xử lý kỷ luật. Về việc này, luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, bản chất việc tặng quà cho tiền là quan hệ dân sự. Tuy nhiên sẽ có những trường hợp sẽ bị coi là vi phạm pháp luật, phải bị xử lý bằng chế tài kỷ luật, hành chính hoặc hình sự. Cụ thể, trường hợp nhận tiền, nhận quà do có sự thỏa thuận về công việc phải làm, lợi ích được hưởng sẽ bị xử lý về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, trường hợp nhận quà mà làm trái công vụ, gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức cá nhân sẽ bị xử lý hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo luật sư Cường, nếu trường hợp nhận quà mà không có sự thỏa thuận, không làm trái công vụ gây thiệt hại thì không bị xử lý hình sự, chỉ bị kỷ luật. Do đó, để buộc tội đối với các bị can về hành vi nhận hối lộ, cơ quan điều tra phải thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh tội phạm, chứng minh bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để nhận lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất của người đưa hối lộ. Theo quy định tại hướng dẫn 02 của Ban chấp hành Trung ương, điều 15 quy định 37 và quy định tại khoản 2 điều 22 mục 3, chương 2 Luật phòng chống tham nhũng 2018, thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của đơn vị cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình. Trường hợp cán bộ lãnh đạo nhận quà của cấp dưới hoặc của tổ chức cá nhân do mình quản lý thì tùy vào từng trường hợp có thể bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, trường hợp các dịp lễ Tết kỷ niệm cá nhân hoặc những lần gặp gỡ với cấp dưới, với tổ chức cá nhân thuộc mình quản lý mà được tặng quà thì cán bộ đảng viên không được nhận. Nếu quà đó được người tặng quà chuyển giao mà không thể trả được ngay thì phải lập biên bản và báo cáo giao nộp quà đó với tổ chức. Trường hợp cán bộ lãnh đạo người có chức vụ quyền hạn nhận quà trái quy định nhưng việc nhận quà đó không kèm theo thỏa thuận gì, người nhận quà cũng không thực hiện công việc gì trái pháp luật thì hành vi nhận quà này là trái quy định, người nhận quà trái quy định sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật. Trường hợp vì nhận quà hoặc vì động cơ cá nhân khác mà người có chức vụ làm trái công vụ gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, của tổ chức cá nhân thì hành vi này sẽ bị xử lý hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trường hợp có sự thỏa thuận giữa người tặng quà, cá nhân, tổ chức và người nhận quà, người có chức vụ quyền hạn về công việc phải làm, giá trị lợi ích sẽ chuyển giao thì đây là hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.